thiện ác báo ứng, người ác hầu nên đề phòng quả báo. Kính thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện thiện ác báo ứng, khuyên răn người đời nên hành thiện tích đức, không làm những chuyện xấu xa, nhất là những người ác khẩu, khẩu nghiệp. Trong quyển Tọa Hoa Trí Quả của Uông Đạo Thỉnh, đời nhà Thanh đã ghi chép lại rất nhiều câu chuyện thiện ác báo ứng, khuyên răn người đời hãy hành thiện tích đức, không làm những chuyện xấu xa. Trong đó có hai câu chuyện đã giảng thuật lại báo ứng của khẩu nghiệp. Câu chuyện thứ nhất, có một người xuất thân trong đại gia đình, đi tới kinh thành chờ nhậm chức quan, mang theo người vợ mang thai và người mẹ già xuất phát từ Giang Tây. Khi tới Dương Châu thì gặp được người anh đồng tộc họ Tư Mã, nhậm chức Nam Giám Đồng Tri, tức là chức quan đại diện cho thái thú. Bèn để người vợ và mẹ già ở lại nhà người anh họ, bản thân một mình đi vào kinh thành. Còn chưa kịp đợi được sắc phong, đã bệnh mất ở dịch quán kinh thành. Tin dữ truyền đến Dương Châu, người anh họ Tư Mã muốn tạm thời dự kiến chuyện, bởi thê tử của người đã khuất, thân thể ốm yếu lại sắp sinh, mẹ già tuổi đã cao, đợi tới khi nàng ta đầy tháng rồi mới cho hay. Nhưng người thiếp của họ Tư Mã từ sau khi chính thất, tức là vợ cả qua đời, liền cậy thân phận dần dần quản lý hết mọi việc trong nhà. Sau khi nghe nói, dứt khoát phản đối rằng tuy là cùng họ nhưng mỗi bên đều đã thành gia lập thất, làm sao có thể thân mặc tác phục ở nhà người khác trong thời gian dài như vậy được. Liền tự mình làm chủ, đem sự thật nói lại với người em dâu sắp sinh và bà cụ, đồng thời yêu cầu họ mau chóng tìm một gian nhà khác dọn đi, vậy cũng tiện thiết lập linh đường, tức là nơi để người ta đến viếng cử hành tang lễ. Họ Tư Mã tuy trách nàng ta không nên làm như vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi. Mấy năm sau, họ Tư Mã được tiến cử, điều đi nhậm chức thái thú ở một quận lớn. Ông một mình đi nhậm chức trước, để thân quyến ở lại Kim Sương. Đợi sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa cả, rồi mới trở về nghênh đón. Lúc đó thái thú mới chỉ 40 tuổi, đang ở vào cái tuổi sung mãn. Trong kiểm tra chính tích, tức là thành tích làm việc trong khi tại chức của quan lại 3 năm một lần, thành tích của ông lại đứng đầu Giang Tô. Đặc sứ thông báo cho ông hay và muốn tâu lên triều đình, sau này hoặc sẽ nhậm chức ở phiên đài, hoặc nhậm chức ở nhiệt đài, vinh diệu hiển hách ở trong tầm tay. Người thiếp của ông lúc này đã quản lý hết thảy mọi việc trong nhà, nghiễm nhiên đã trở thành chính thức phu nhân. Một năm này vừa khéo lại là sinh nhật 30 tuổi của nàng ta, bèn răng đèn kết hoa, bày đặt yến tiệc, tiếp nhận chúc mừng của họ hàng thân thích, tự đắc vô cùng. Nhưng không ngờ thái thú còn chưa nhậm chức, vừa mới đi tới viên phổ, đột nhiên mắc phải bệnh nặng mà qua đời. Chính ngay một ngày trước sinh nhật của người thiếp, thì tin dữ chuyển tới. Nhóm người thuộc hàng con cháu đều chủ trương, đợi tới sau khi sinh nhật được cử hành xong, thì mới công bố cử hành tang lễ. Còn con trai của quan thái thú tân nhiệm vừa khéo đang ở Tô Châu, dứt khoát chủ trương không thể như vậy, nói: chuyện lớn như vậy, lẽ nào có thể để những người tới phúng viếng đợi chờ ở ngoài cửa, còn bên trong nhà lại chống nhạc tiệc rượu say sưa, nhận lời chúc mừng của tân khách hay sao? Bèn đi thẳng vào trong nhà, đem tin dữ nói lại với người thiếp của quan thái thú, và đích thân dẫn theo người hầu gỡ bỏ toàn bộ đèn lồng, mình mặc áo tang, thiết lập linh đường cử hành tang lễ. Câu chuyện thứ hai, Siêu Khang Minh là người có học vấn sâu rộng, cũng có tài năng, một đời không có ác nghiệp khác, chỉ là nói năng khinh bạc, thích viết văn chương châm chọc người khác. Phàm gặp phải những chuyện có liên quan tới đàn bà trong nhà người khác, chỉ cần có chút manh mối liền đặt điều bịa chuyện, thêm mắm thêm muối soạn thành lời nhạc. Bởi lời nhạc mới lạ, có rất nhiều lời nhạc truyền rộng khắp nơi. Mỗi lần ông tham gia thi cử cũng đều không đậu, lại bởi thói cợt nhà của ông ta nổi tiếng khắp nơi, vậy nên cũng không có người dám mời ông ta dạy học cho con em của mình. Cuối cùng lâm vào cảnh đói khổ mà chết. Khi chết,
ngay tới cả quần áo chăn đắp cũng đều không có. Thân thể lõa lồ nằm trong một đống bông sách, giận nhiều tới nỗi có thể bắt được cả một nắm to. Ông ta có để lại một cậu con trai không chốn nương tựa, một người quen đã nhận nuôi nó. Đứa trẻ Kỳ Gia cũng thật thà cẩn trọng, mọi người đều chỉ mong nó có thể lớn lên thành người, thành gia lập thất. Đợi tới tuổi đọc sách, chuẩn bị đi học, đột nhiên mắc bệnh nặng mà chết. Siêu Khang Minh thế là đã tuyệt hậu. Đây há không phải là ác báo của Thói Khinh Bạc hay sao? Người thiếp của họ Tư Mã trong câu chuyện thứ nhất xuất phát từ ác ý mà nói ra thực tình, làm tổn thương người khác, cũng làm hại chính bản thân mình. Siêu Khang Minh trong câu chuyện thứ hai tuy rằng có học vấn nhưng lại không dùng vào chỗ đúng đắn, hay gieo tin đồn thất thiệt, hại người vô số, sau cùng chết một cách đau đớn, cũng đã tuyệt hậu, nghĩ thật bi ai. Từ đây có thể thấy được rằng người sống ở đời cần phải coi trọng việc tu tâm, tu khẩu. Tùy tiện nói lời làm tổn thương người khác, cuối cùng cũng khó tránh khỏi ác báo. Khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. Tích đức từ việc giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện, vì vậy ở bất cứ thời điểm nào cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng ra, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta tới đường cùng. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trời sinh thì khó có được người bạn chân thành. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Tích đức hành thiện bao gồm cả việc tạo sự thuận lợi cho người khác. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. Cuộc đời này, giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại. Người giả dối tất sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ. Dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người